Hello, em sử dụng con Samsung này nha. Con này là đời sau nên là nó sẽ có những cái thay đổi. Ví dụ như đầu tiên là mình bật máy lên thì mình sẽ hướng tới việc là số tấm hình trước nè, dung lượng pin nè, nhấp nhẹ để lấy nét có mới được chụp. Trên đây nó sẽ có những cái mod smart sẵn cho mình, ví dụ như auto hoặc smart đó, hoặc là program. Khi nào mình chỉnh vào program thì nó là cái gì, khi mình chọn phần menu nó sẽ có cho mình cái white balance. Mình sẽ có thể chọn vào cái phần mà hình xanh tay trái thì nó sẽ ra hình nhìn nó cổ điển hơn. Cái này là chụp chống rung, cái này là chụp trần dùng, cái này là ưu tiên ban đêm, và cuối cùng là scenes, là cái mà nó sẽ cho mình rất là nhiều cái frame sẵn, setup sẵn để mình chụp. Cái này là quay phim movie, và cuối cùng là smart, cái thông minh như trang như bình thường. Rồi, về phần đây là xem lại hình này. Đây có hình tí xét, tắt bật flash. Hiện giờ, bên ngày giờ, bên đây là, rồi sau khi mình chọn xong, bên đây sẽ là hiện giờ 10 giây. Trên đây là giảm thiểu chi tiết trên khung hình. Ở dưới đây là macro, ok, là kê sát cho vật thể để chụp, và off macro. Nha, thì như mình mong muốn, bình thường thì anh sẽ để program. Rồi, đưa lên ngắm, nhấp nhẹ lấy nét, bấm hết chụp. Đây là zoom out và zoom in trên máy. Đây là zoom in trên cái bàn ngón tay của mình. Rồi bây giờ anh đã hướng dẫn với em thì con này nó lạ lắm, nó hài lắm. Ở đây nó sẽ có bấm cái nút này, nó sẽ có cho mình chuyển qua chức năng là selfie portrait, đó là như thế này. Bấm cái nữa nó sẽ chuyển qua, bấm nút này nó sẽ chuyển qua là selfie portrait, chụp nhiều người với nhau, chụp một người. Nếu mà em để ở chế độ auto smart thì nó sẽ có cho mình là, nó có một cái là kiểu như là để con nít chụp hình đó, là con nít sẽ nhìn vô cái chú hề ở đây nè, xong rồi kiểu dễ nhìn hơn á. Đó. Đó thì như là nằm phần auto hay sao á, giờ anh không có chỉnh. Anh nhớ là nó sẽ có cái mod đó để cho những đứa con nít có thể nhìn vô đây để chụp cho nó dễ đó. Vậy là đó, để auto đúng không? Đó thì con nít nó sẽ nhìn vô xong mình chụp đó, thì nó sẽ kiểu dành để chụp hiện giờ kiểu vậy. Rồi tiếp theo là tắt máy đi. Rồi muốn mở ra thì đây là hãy nhớ, đây là pin. Rồi giờ chỉ cách sạc, kéo cục pin lên xong. Rồi tiếp theo là mình sẽ bỏ cái cục pin như cái đồ sạc, thì đây là cái đồ sạc. Rồi tiếp theo là mở cục sạc ra. Rồi thì bình thường tụi anh sẽ bỏ cục pin như thế này. Rồi sau đó anh sẽ kéo hai cái chân này cho nó chạm vô cục pin, sau đó anh đẩy sát vô. Anh kéo hai này ra vừa, đẩy sát vô, nó lên đèn cũng nghĩa là nhận pin. Rồi để anh kiếm thử, nếu anh có sạc zin sẽ cho em sạc zin của máy. Rồi chú anh sẽ có những sát đẹp với con này nha.